Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, trưa nay ngày 1 tháng 12, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Lại Thế Việt, sinh năm 2002, ngụ xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Theo kết quả điều tra bước đầu, Việt và Huỳnh Hải Quang, sinh năm 1986, ngụ số 10C, khóm 9, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, quen biết qua mạng xã hội. Sau đó, hai đối tượng bàn bạc thực hiện hành vi cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Ngày 30 tháng 11, Việt có mặt tại thành phố Trà Vinh. Quang đã đưa cho Việt một khẩu súng, Quang giữ một khẩu súng, loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc. 17 giờ ngày 30 tháng 11, Quang chở Việt trên nhiều tuyến đường ở huyện Châu Thành, Trà Vinh để săn mồi. Đến 18 giờ, cả hai đến tiệm vàng ở khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Tại đây, Việt đứng phía trước canh đường, Quang đi vào tiệm vàng để cướp. Vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào người chủ tiệm vàng rồi đập vỡ tủ kính, lấy 6 lượng vàng. Ngay sau đó, Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng bỏ trốn về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại tỉnh Tiền Giang. Riêng Quang giữ số vàng cướp được, tẩu thoát bằng xe máy về hướng tỉnh Tiền Giang. Tuy nhiên, khi đến gần cầu Cổ Chiên, gặp lực lượng công an chốt chặn, Quang tăng ga tháo chạy, rút súng định bắn trả nhưng đã tự té, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Lại Thế Việt, thực hiện thủ tục bàn giao thi thể Huỳnh Hải Quang cho gia đình.